Alo. Alo. Anh ơi, Ơi. anh nhận cáp rồi. Đang đang ở đâu ấy? Đang ở trước cổng công ty Ba Thanh luôn. Ba Thanh à? Anh chạy xe loại gì đây? Loại bốn chân. Bốn chân à? Cái to. Xe mấy tấn? Em 30 tấn. Nhưng mà nói thùng lên to lắm. To lắm à? 30 tấn à? Chỗ đấy là bao khối đấy? Xe này 18 khối. 18 khối á? Đang ở đâu? Đang ở trước cổng công ty Ba Thanh. Đây á. Thế ai thế thế ai đặt mấy anh nhỉ? Mà không biết ai đặt cho nên trong tình anh đặt, nhưng mà đặt chỗ vật liệu thô tú á. Vật liệu thô cáp gì đấy? Cát bê tông. Cát bê tông à? Cát cắt vàng à? Cát trị an ấy. Cát vàng đúng rồi, vàng ươm luôn. Cắt vàng ở thế đặt bên đấy giá cả đấy, nào? Giá cả bên anh nào? Đấy. Nhưng mà bên giá cả bên anh như nào? Giá cả thì em không biết đâu, chỉ có bên này bên anh đặt hàng bên chỗ vật liệu phong tú thì giờ em chỉ là người vận chuyển giao đổi cho anh em đi thôi, chứ em không biết. Có gì anh hỏi vật liệu phong tú á, phong tú ở ngay chỗ đầu đường là khu người sông Mây á, thì Sông bên công Mây à? ty anh đặt bên đó thì bên đó mới kêu em chở tới thôi, chứ em không biết. Không phải xe của anh à? Xe thì xe của em, nhưng mà em là người vận chuyển cho cái vật liệu phong tú, hiểu không? Tức là mình đi vận chuyển với người ta thôi, còn cái giá cả bên công trình với lại bên 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 như thế nào thì do bên công trình với là vật liệu thu tú đó làm giá, còn đây chỉ có chở vận chuyển là lấy tiền vận chuyển ở bên ngoài thu tú thôi, còn giá cả thì trong này thì ở đây với lại thu vật liệu thu tú ở ngay đầu đường Việt Minh nhá, đầu đường khu công nghiệp đó là làm giá với nhau thôi. Bây Thế giờ người ta ai kêu cho tôi anh tới số đây điện thoại của thì em giao nhỉ? cho người ta thì tôi tới thôi. Ai cho anh số điện thoại của em nhỉ? Thì bà Phú Tú, Bà ưu tú là bà nào nhỉ? cái bà vật liệu mà ai là người đứng ra cho nhận cái công trình này thì hỏi những người đó, chứ bây giờ hỏi tôi sao không biết Có được. sở cát ở đấy chưa? Ai người đặt, người là đi đặt vật tư á, Đổ luôn thì cái hỏi cổng người công ty đó đấy là đặt luôn. ở đâu. Đổ luôn. Thì Số bây hàng giờ người luôn. ta cho tôi cái số này để mà giao hàng thì tôi gọi Đổ thôi, chứ luôn xuống còn đấy. hỏi cái đó làm sao tôi biết được. Rồi đổ luôn xuống Công trình của anh là bây giờ ai là đứng người đứng ra đi đặt cái vật tư này thì hỏi người đó đó. Thế bây giờ anh đang ở đâu? Đang ở tỉnh nào? Đang trước cổng công ty. Mẹ. Bảo đổ luôn đấy cho anh. Ông này. Thôi đổ anh xuống xuống hàng luôn cho đấy cho em. Để em cho xong người đến lấy. Thôi. Cho xuống hàng luôn Ông này. như vậy là làm bên công trình Ba Thanh, công bên trong công ty Ba Thanh, nhưng mà sao hỏi vớ vẩn đấy. Thế thì Tôi nhầm rồi. Ê, xuống công hàng, ty Ba xuống tất Thanh cả, nhưng xuống mà các sao cái lại chiếc cho cổng hỏi công ty câu Ba Thanh đó em. thế nhỉ? Thế thì nhầm rồi em. Em ở Hà Nội mà. Sao thấy thấy có tin nhắn tới cho tôi là xe tới đâu, tôi bảo ông đi nhận hàng. Nhà em cũng đang đợi xe nhưng mà chắc là nhầm rồi. Thế ông thì nhắn tin vào máy tôi, nếu ông nhầm với ai nhầm, ông tào lao. Anh tào lao rồi đó, anh gọi máy tôi. Đủ mà.